Con thương ai? Chị? Con thương Bây giờ ai? con thương ai? Con nói mẹ nghe coi. Ông bao thương mẹ. Rồi con thương, hồi nãy con nói con thương ai? Bạn gái gì đó? Con thương ai? Trả lời lại nghe coi. Bạn gái gì đó? Nói coi. Rồi. Bạn gái của con ở đâu? Bạn gái của con nó đâu? Con thương ai? Vậy con nói coi, thương ai? Con có thương... thương ba với mẹ không? Hả? Giờ con có thương ba với mẹ không? Ơi bây giờ mình bây giờ mình quấn bạn gái nó đi. Giờ quấn bạn gái nó luôn. Nó đâu thương bạn gái nó đâu. Có thương bạn gái à? Không thương bạn gái luôn đâu mẹ. Thiệt thì... không? Sao cháu trở giờ mới nói thương bạn gái không thương ba mẹ, giờ cháu trở thì ghê không? Giờ thương ai? Bây giờ thương ai? Thương bạn gái, thương mẹ, ba mẹ hơn nữa. Vậy hả? Sao xạo nữa, xạo nữa. Ồ, quá trời, quá đắt xạo rồi. Hồi nãy nó không thương ba, không thương mẹ, thương bạn gái mà. Anh biết con tuổi con gì? Cái con chữ. Rồi ba con tuổi con gì? Ba tuổi con gì? Thưa cơ. Ba con tuổi con gì? Thưa cơ. Bây giờ không thấy con, mẹ bỏ nhà mẹ đi. Ba tuổi con gì? Rồi mẹ tuổi con gì? Con bò sữa luôn hả? Rồi tính tuổi con gì? Con con quanh tuổi con gì? Cháu cháu quanh luôn hả? Rồi út trường tuổi con gì? Con con dê luôn. Trời ơi hay quá trời ơi. Ông nội tuổi con gì? Ông nội tuổi gì? Ông nội tuổi gì nè? Nó không biết ông nội tuổi gì ta. Ông nội tên là tuổi con gì ta? Tuổi con gì? Ông nội tuổi gì? Nó không biết đâu. Con thương bạn gái con không? Con thương bạn gái không? Không à? Nó đâu có bạn gái đâu thương. Nó đâu có bạn gái.